Chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Oanh đang đứng kế bên một cây mít ruột đỏ màu hết nãy giờ quan sát từ cây từ đầu vườn tới giai đoạn này là giữa vườn. Thì Oanh thấy hầu như là cây nào nó cũng có đang hiện tượng đổ lá vàng như vậy. Và mấy hôm nay thì siêu thị cây giống Willow Farm nhận rất là nhiều các cuộc gọi của quý bà con. Ngay cả những quý bà con nào mà đang trồng mít ở giai đoạn sinh trưởng và cả giai đoạn mà đang nuôi trái, quý bà con đều cảm thấy rất là hoang mang và lo lắng về cái hiện tượng mà tự nhiên sao những cái lá già của cây mít chúng ta nó bị vàng và bắt đầu nó rụng lá. Đó, hồi nãy anh nghe anh vừa quay khu vực phía dưới rồi ở ở phía trên này, bà con đều thấy là cái lá nó vàng 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 rất là nhiều. Còn mấy cây dưới này cũng vậy. Trong trường hợp này, những cây nào có sức đề kháng tốt nó sẽ không có rụng lá nhiều nha bà con nha. Rồi cây này thì rụng một vài lá thôi. Còn những cây nào mà có sức đề kháng yếu, nó yếu hơn, nó sẽ rụng nhiều hơn, nó sẽ vàng và rụng nhiều hơn. Nguyên nhân là do đây là thời điểm giao mùa của cây mít. Thời điểm giao mùa tức là nó từ cái giai đoạn mà đang mùa lạnh nó chuyển sang mùa nắng nóng. Bà con để ý là nắng nóng khủng khiếp lắm. Nắng mà nhiều khi mà mình thấy là mình còn bị hóc, huống chi là cây mít. Nên cây mít của chúng ta nó sẽ tự nó rụng, tự nó vàng những cái lá già và rụng cái lá già đó xuống. Và như vậy đó là một hiện tượng sinh lý bình thường. Vậy nếu mà chúng ta cần hỗ trợ, thấy con của mình vậy hình cũng hơi sót, thì chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ cho cây mít của chúng ta? Thì giai đoạn này thì bà con chúng ta có thể hỗ trợ cho cây cái bộ siêu phục hồi để tăng cường cái sức đề kháng cho cây. Ở trong cái bộ siêu phục hồi thì nó gồm một can siêu phục hồi, hai bịch humic Hoa Kỳ, hai bịch Trico Humic và một cái chai siêu amino sinh học. Nó sẽ kích thích cho bộ rễ của cây và kích thích cho những cái đò chòi đọt của cây nó bung ra những cái đọt mới đẹp hơn, mạnh hơn, sung hơn, lớn hơn. Tại vì bây giờ lá già đã rụng rồi thì bắt buộc chúng ta phải đi theo đi cái cơ đọt mới cho lá non nó ra nhé. Đây mà con thấy cây này thì sức đề kháng ở phía bên ở nhánh bên trong này sức đề kháng khá tốt. Ở phía bên ngoài, ở trên một cây sức đề kháng nó cũng khác nhau. Chủ yếu là nó rụng cái lá phía bên ngoài mà con thấy không ạ? Còn cây này đã rụng lá xong. Cây nào khỏe rụng lá xong bắt đầu bạn ấy đi đọt liền nè. Bạn ấy đi đọt liền. Cây nào khỏe rụng lá xong bạn đi đọt liền. Rất là dễ thương, không có gì mà khó phức tạp ở đây mà chúng ta cần sợ hết. Anh nghĩ biết sao? Cái này mà trồng không không lớn nhiều. Quan sát cây bên kia tại vì cây này nó gần, trồng gần hơi gần mép. Hơi gần mép. Rồi bà con chúng ta đây là mô hình trồng mít ruột đỏ xen với sầu riêng Musakin nha bà con nhé. Trồng mít ruột đỏ xen với sầu riêng Musakin. Đây đây là mới có mười mấy tháng rồi bắt đầu ổng chịu ra bông ra trái rồi dữ lắm rồi. Bạn này mà nếu mà chúng ta trồng tốt quá thì giai đoạn này là chúng ta để trái được rồi. Đây bà con thấy ha, nó ra luôn cả cái bông đang nở nè. Đây bông này là chưa có thụ phấn xong. Đó. Đây, cây này cũng rụng bông, rụng lá quá trời quá đất luôn, đâu phải là không có cây nào không rụng hết. Không có cây nào không rụng hết nha bà con nha. Rồi, bên kia bà con thấy có những cây đang phát triển rất là mạnh, rất là tốt luôn. Đây là vườn sầu riêng Musakin xen với mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nha bà con nha. Được tầm khoảng mười mấy tháng. Mười mấy tháng. Nhưng mà hình như là cây sầu riêng là trồng trước. Đây cũng là khách hàng của Willow Farm, lấy cây giống tại Willow Farm. Và ngày hôm nay thì Oanh cùng với anh Hùng và anh Nghi lên ghé thăm. Từ sáng sớm đã ngủ ở Tam Nông rồi. Và bây giờ thì lên ghé thăm để mà trực tiếp tại vườn. Bà con thấy những cây sầu riêng này đang rất là tùm, chằng chéo rất là nhiều. Thì bây giờ chút xíu nữa Oanh cùng với anh Hùng sẽ chia sẻ cho các anh chị kỹ thuật viên ở đây cái cách để mà chúng ta cắt tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng Musakin, để cho cây nó bớt đi những cái lá, những cái cành không hữu dụng và tập trung tạo ra những cái cành cái, cho những cái cành cái của chúng ta nhiều và lực để chuẩn bị cho những cái năm tiếp theo cây nó sẽ vào giai đoạn sinh sản nha bà con nha. Còn đó, quay trở lại cây mít của chúng ta mà nó bị vàng lá và nó rụng nhiều như thế này, bà con chúng ta đừng vội lo lắng gì cả. Đừng vội lo lắng gì cả bà con nhé. Cứ yên tâm, chúng ta xài giùm Hoàng Anh bộ siêu phục hồi để cung cấp cái dinh dưỡng và sức khỏe cho cây. Cây nó sẽ nhú đọt mới ra, ra lá mới nhiều hơn, bù lại những lá đã rụng đi. Và trong một năm thì cây thường có 2 đến 3 vụ, 3 cái thời điểm sẽ bị sốc nhiệt, sốc nắng, sốc nước. Đó là thời điểm sau Tết. Sau Tết là đang giai đoạn mà lạnh chuyển qua nắng nóng, giống như miền Nam này, nắng nóng khủng khiếp luôn thì nó đã sốc nhiệt một lần. Giai đoạn thứ hai là trời đang nắng nóng chuyển qua mưa.
Đó, nắng không mưa, nắng không ưa mưa không chịu là của mấy bạn cây nhà mình đó, là từ giai đoạn mà đang nắng nóng chuyển qua mưa dầm mưa về. Và có thêm một cái phương pháp, có thêm một cái trường hợp nữa là cái cây của chúng ta trong cái đang trong giai đoạn mà mưa quá nhiều, hoặc tự nhiên cái ông trời của chúng ta đó, ông thiên của chúng ta đó bật lên cái ổng nắng cho nguyên một tuần, mà nắng gai nắng gắt, nắng như là muốn bể đầu luôn, thì coi như cây cũng bị sốc nhiệt. Vậy cái việc của quý bà con chúng ta là nếu yêu thương cây của mình, thương cái vườn cây của mình, thì chúng ta hãy tập trung tăng cường sức đề kháng cho cây. Vì thế bà con chúng ta thường chúng ta hay nói là đi phân hữu cơ hoặc là đi phân NPK rồi cho cây, nó như vậy là cây đã đầy đủ dinh dưỡng. Dạ không ạ. Nguyên tắc là chúng ta phải cho cây nó ăn đầy đủ cái chất cân bằng. Có NPK cũng cần, rồi cái gì ạ? Vitamin và khoáng chất cũng cần, axit amin cũng cần. Chứ chúng ta không thể nào mà chỉ cho cây ăn NPK không được. Và đối với cây mít, đặc biệt là cây mít Thái, tiền mất tật mang là cũng dụ NPK nè. Này bà con chúng ta bón chỉ số không cân bằng. Quanh không nói bón NPK là xấu nha. Quanh nói là bà con bón chỉ số không cân bằng và không nhìn vào cái cây của mình để chúng ta biết liệu cơm gắp mắm. Chúng ta cứ bón vô tội vạ, theo người này chỉ, theo người kia chỉ. Và từ đó dẫn tới cái việc dư đạm, tồn dư ở trong đất mà chúng ta hỏng rành. Rồi sau đó nó sẽ cộng thêm nực nước, cái thời điểm nào đó nó dâng cao, ẩm độ cao, mưa dầm mưa về và nấm khuẩn tấn công một cái rồi ha, chúng ta sẽ thấy vườn của chúng ta sẽ bị gọi là nứt thân xì mủ hàng loạt luôn. Và nứt thân xì mủ là nó có tính lây lan, nếu chúng ta phát hiện mà chúng ta không triệt để, nó sẽ lây từ cây này qua cây khác, qua lây toàn vườn và chết chết dần, chết mòn, chết từ từ. Để ý thêm nữa, cây đang mang trái, cây mít đang mang trái thì còn dễ bị hơn, nhưng đối với cây mít sơ ruột đỏ sơ vàng sơ sớm cái giống này thì nó lại có khả năng kháng lại cái vụ mà nứt thân xì mủ rất là tốt. Bạn này đã rất là hay. Thêm một tin hay nữa là các bạn mít ruột đỏ sơ vàng sơ sớm của chúng ta lại rất ít bị sơ đen, vì cái màu trái của nó quay xuống. Hồi nãy có cái trái mít đó thì quanh có cái trái mít đó thì quanh có quay cái màu cái lúc mà trái mít đang nở đó, để quanh kiếm trái khác coi. Mít ruột đỏ này chắc là anh chị là tập trung chăm cho sầu riêng nhiều hơn. Đây đây bà con thấy nè, cái mít ruột đỏ sơ vàng sơ sớm chúng ta là cái màu của trái mít đó, nó quay xuống, nó úp xuống, nên cái khi mà nó lớn lên á là nó không có tạo thành cái phễu như mít Thái. Và cái đường này là cái đường mà chí mạng của cái mít, của mít Thái nè, ngay chỗ cái màu trái là được, chỗ chí mạng của mít Thái là cứ nước cứ động ngay chỗ đó, nước cứ động ngay chỗ đó miết gì đó, rồi cái bắt đầu nó thâm nhập vào cái đường cuống và ảnh hưởng tới cái chất lượng của trái. Còn đối với cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì cái màu trái nó úp xuống vậy, nó sẽ không tạo thành cái phễu và rất là tốt cho cây của chúng ta luôn. Một lần nữa, bà con ơi, vườn quý bà con chúng ta có đang bị rụng lá đỏ như thế này, yên tâm, miễn sao thấy cây chúng ta vẫn còn đang đi đọt là ok. Còn nếu mà muốn hỗ trợ dinh dưỡng cho cây lúc này thì hãy sử dụng bộ siêu phục hồi giúp dừa Hoàng Anh. Nó đạt được cái lợi ích là sẽ giúp cho cây của bà con chúng ta hỗ trợ bộ rễ, củng cố bộ rễ và bật cái chòi ra thiệt là nhanh nha bà con nha. Còn bà con chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị sức đề kháng cho cây trong mỗi một thời kỳ, đừng có đi anh đừng thi phân hóa học không, đừng có đi đạm không, và chúng ta cần phải cân bằng dinh dưỡng cho cây bằng những cái hoạt chất như siêu dưỡng cây, rồi siêu phục hồi Humic Hoa Kỳ, Trico Humic siêu amino sinh học. Và nếu mà có bón phân thì hôm nay Willow Farm có thêm cái dạng phân gọi là hắc kim nano, loại trong đó cũng có axit amin, cũng có vi sinh và có chỉ số đạm vừa đủ để giúp cho cây sinh trưởng phát triển mạnh, chứ không để lại hiện tượng dư đạm ở trong đất ảnh hưởng tới những cái giai đoạn khác của cây. Bà con chúng ta có thể tìm hiểu thêm, hắc kim nano là một dạng phân cao cấp cho bà con nha, và nó rất là nhẹ nhưng mà hàm lượng dinh dưỡng thì tuyệt vời cho cây, dùng cả trong giai đoạn sinh trưởng sinh sản luôn nha bà con, cả hai giai đoạn sinh trưởng và sinh sản luôn. Một lần nữa cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều, và trên cái hành trình này thì Hoàng Anh sẽ cố gắng chia sẻ chi tiết từng cái video một, từng cái trường hợp một cho quý bà con chúng ta, để quý bà con chúng ta ở xa, bà con chúng ta có thể nắm một cách tức thì cùng với Hoàng Anh để chúng ta chăm sóc vườn của mình cho thiệt là tốt nha. Hãy theo dõi Hoàng Anh nhiều hơn bằng cách nhấn vào nút like hiện trên màn hình, nhấn vào cái chuông bên dưới và không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà Willow Farm phát hành để phụng sự cho quý bà con chúng ta, bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.